Lịch sử dân tộc cho thấy đức bác ái của đạo Công giáo đã gặp gỡ lòng từ bi bao la của Phật giáo, cảm thức tâm linh sâu sắc của đạo giáo, triết lý xã hội thực tiễn của Hồ Chí Minh. Và hôm nay đại lễ bế mạc năm thánh tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang thuộc Tổng giáo phận Huế, đất nước Việt Nam liền một dải từ Hải Nam Quan đến mũi Cà Mau là một quốc gia thống nhất. Giáo hội của Chúa Kitô tại Việt Nam cũng là một giáo hội duy nhất thánh thiện Công giáo và tông truyền có chung một sứ vụ là loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô, góp phần kiến tạo tin mừng cho các dân tộc. Chúng con biết ơn Đức Hồng Y, và nhân cơ hội này chúng con muốn nói lên lòng hiếu thảo tri ân đối với Bộ Loan Báo Tin Mừng và với tất cả những ai vì yêu mến Chúa đã quảng đại hy sinh giúp đỡ chúng con. Chúng con hãnh diện có Đức Hồng Y ở giữa chúng con để chủ tế thánh lễ bế mạc năm thánh và chia sẻ lời Chúa cho dân Chúa. Kính xin Đức Hồng Y đệ trình lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 lòng biết ơn, yêu mến và trung thành của mọi thành phần dân Chúa Việt Nam đối với vị đại diện Chúa Kitô. Các lời giáo huấn và sứ điệp của Ngài luôn là nguồn cảm hứng, khích lệ lớn lao và hướng dẫn sáng suốt cho giáo hội Việt Nam chúng con. Tôi chân thành cảm ơn Ngài Phó Thủ tướng Chính phủ và các vị đại diện chính quyền các cấp đã đến tham dự lễ bế mạc năm thánh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại linh địa La Vang này. Chúng tôi nguyện luôn đồng hành cùng dân tộc mình, góp phần vào sự nghiệp chung xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Tôi cũng chân thành cảm ơn các vị khách quý đến từ các giáo hội Công giáo thuộc nhiều châu lục. Cảm ơn các dòng tu, các tổ chức quốc tế. Cảm ơn quý vị đại diện các tôn giáo bạn đã bày tỏ sự liên đới với chúng tôi. Sau hết, xin chân thành cảm ơn mọi thành phần dân Chúa đã đóng góp bằng lời cầu nguyện, bằng sự hy sinh thầm lặng, bằng ý kiến xây dựng và bằng cả chia sẻ vật chất để cho các cuộc lễ trong năm thánh này được diễn ra tốt đẹp. Giờ đây chúng ta hướng lòng về Đức Mẹ La Vang để gửi gắm những tâm tình và quyết tâm của chúng ta cho Đức Mẹ là người mẹ hiền, đầy lòng nhân ái, luôn cứu giúp và che chở đoàn con cái chạy đến cùng mẹ. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin mẹ đồng hành với chúng con trong cuộc hành trình đức tin, bước theo dấu chân Chúa Giêsu, sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đích thực và sự phát triển toàn diện của đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng con. Amen.